đó là tình huống ngã xuống sân của Văn Hùng. Không được. Phản công. 97 phản công coi. Nhàn bê tông. Vâng. Rất nhiệt. Vâng. Tỷ số là 1-0. 97 đá vươn lên dẫn trước. Tiểu Bảo là người đã ghi bàn. Rất nguy hiểm. Tỷ số là 1-0. Rất sôi động. Đánh đầu. Lại là Tuấn Anh. Cú đúp đến từ Tuấn Anh và tỷ số là 2-1. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào. Phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần. Tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Bóng đá đôi khi là những hoài niệm, là những khoảnh khắc chờ mong, là những bản nhạc làm say đắm lòng người. Bóng đá phong trào là dành cho tất cả mọi tầng lớp xã hội. Trận đấu cuối cùng, trận đấu được mong chờ nhất trong mọi giải đấu. Các bạn có mặt ở đây và các bạn là những chiến binh tốt nhất của Đồng Yên Ngô Xá năm 2021. Nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng Đồng Yên 1989 1997 về tham dự trận chung kết giải đấu Đồng Yên thôn Ngô Xá lần thứ 13 năm 2021. Sự tuyệt vời trên sân đồng Anh Vũ hôm nay để cùng chào đón trận đấu cuối cùng giải Đồng Yên Ngô Xá năm 2021. Đá số 3 là Lý Hoàng Kiên, một trong những trung vệ rất mạo hiểm. Đó là tình huống xử lý bóng mạo hiểm đến từ ông vua Tấu Hài Tiến Tùng. Cơ hội cho 97. Không vào. Một pha giật thoát đầy tinh tế và dứt điểm. Không thành công. Đến từ cầu thủ đeo số 7 bên phía 97. Đó là Bảo Bảo. Ở bên ngoài sân thì những cô vợ, người con của 89 đang xuất hiện trên sân. Cổ vũ động viên tinh thần cho những người chồng, những người trụ cột của gia đình ngày hôm nay. Những hình ảnh rất tuyệt vời trên sân vận động Anh Vũ tại Chi Long, Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh. Đội bóng được đánh giá cao hơn ngày hôm nay là 89. Không vào. Vẫn tiếp tục là cơ hội của cao thủ bên phía 97. Vẫn tiếp tục là cơ hội dành cho 97. Và đó là pha bỏ lỡ đến từ Nguyễn Nam. Các thủ Ngô Xá thi đấu không những nhiệt mà họ còn tinh quái nữa. Rất nhiều tiểu xảo. Chúng ta thấy được những tình huống ngã xuống sân và có thể lăn vài vòng như vậy thì thật sự là quá chuyên nghiệp. Không đau cũng cố mà lăn. Đó là tình huống ngã xuống sân của Văn Hùng.
không được. Phản công, 97 phản công, coi. Các cầu thủ bên phía 89 ngã xuống sân thật sự là rất chuyên nghiệp, rất dẻo. Đó là pha ngã xuống sân của nhàn bê tông. Vâng, tôi tưởng rằng ở Ngô Xá chỉ có Tiến Tùng túng tiền là biết tấu hài, nhưng ngày hôm nay thì 89 coi họ đã học bài này của Tiến Tùng. Coi, không vào. Không có nhiều những cơ hội thật sự nguy hiểm được tạo ra. Vẫn không vào. 97 là những người đang có được những cơ hội tình huống hoàn thành rõ ràng hơn. Rất nhiệt. Vâng. Rất thi hữu. Một cầu thủ bên phía 89 đang nằm sân. Chiếc thẻ vàng được dành tặng cho Đức Phà. Còn nếu như ngày nay 89 chiến thắng, như vậy là trọng tài đã quyết định cho các cầu 97 được hưởng tình huống penalty. Tỷ số là 1-0. 97 đã vươn lên dẫn trước. Tiểu Bảo là người đã ghi bàn. 1-0 dành cho 97. Người đè bóng chạm tay ở tình huống dẫn tới tình huống penalty đó chính là Quốc Huy. Rất nguy hiểm. Tỷ số là 1-0. Người hùng và tội đồ. 1-0. Đúng là trận chung kết đang hấp dẫn hơn. Pha ghi bàn đến từ cầu thủ đá số 19 Tuấn Anh. Tuấn Anh là người đã ghi bàn. 3 phút bù giờ cho trận đấu chung kết. Rất sôi động. Đánh đầu. Lại là Tuấn Anh. Cú đúp đến từ Tuấn Anh và tỷ số là 2-1. Gió đổi chiều rất nhanh. Một pha đánh đầu quá hay đến từ Tuấn Anh. Không có cơ hội cho Tiến Tùng. Cơ hội đá phạt. Tiểu Bảo. Bên cạnh đó là Hiệp Bẹo đang đứng trước tình huống đá phạt này. Một cơ hội dành cho 97 ngày hôm nay. Cho tình huống cố định. Họ phải chờ đợi vào những tình huống như thế này và tận dụng. Pha phối hợp rất bất ngờ. Tuy nhiên thì Đức Phà là người dẫn dứt điểm không chính xác. Người kiến tạo là đội trưởng, cựu đội trưởng Tiến Tùng. Vâng, lại tấu hài, rất hài. Không phải nghiễm nhiên mà Minh Hùng gọi đó là vua hài của Ngô Xá. Lại cười rồi. Chỉ có may mắn mới giúp cho cao thủ 97 không nhận bàn thua thứ 3. Hiệp Bẹo. Phạm lỗi rồi. Bây giờ thì 89 được quyền ngã. Được quyền nằm sân. Chiếc thẻ vàng. Thôi không được. Tiểu Bảo đã quá vô duyên ở tiếng vừa rồi. Pha đỡ bước một không tốt. Phản công. Nhàn bê tông. Vẫn là nhàn bê tông. Thôi. Không thể có một quả trích cho Tuấn Anh. Hiệp Bẹo. Và dứt điểm cuối cùng lại không thành công. Không vào. Rất đáng tiếc cho cá nhân của Tiểu Bảo.
một tình huống có lẽ là tốt nhất từ khi mà 97 bị dẫn trước đến bây giờ. Rio Rio là người đang mắc lỗi vị trí. 2 chiếc thẻ vàng được dành tặng cho nhà bê tông bởi lỗi cố tình ngăn cản đối phương từ bóng vào cuộc. Tiến hai, nhập bao, không vào. Nhưng phút cuối thật sự là quá hay. 97 xin chút nữa đã trừng phạt cao thủ 89. Cao thủ bên phía 89 thay người. Quốc Huy rời sân và Văn Toán được tung vào sân. Chiếc thẻ vàng được dành tặng và hết giờ. Hết giờ. Niềm vui đến từ những khán giả, gia đình của 89, những cô vợ phía sau những người đồng thành đạt thành công thì đều có bóng dáng của một người phụ nữ biết chịu đựng. Và hẹn gặp lại các trọng tài Nguyễn Phong ở giải Ngô Xá năm 2022. Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu xin được gọi tên thủ thành ông vua Tông Hải của bóng đá Ngô Xá, Tiến Tùng. Không ai ngờ 97 có mặt trong trận chung kết cả, cho dù đó là những khán giả có trí tưởng tượng phong phú nhất. Và công lớn chính là Tiến Tùng, người đã giúp cho đồng đội 97 lột xác. Cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu xin được gọi tên Văn Thuận của 2K4. Quá đen ở trận chung kết, ghi bàn trước đã luôn ở những phút đầu tiên hiệp 1, dẫn trước đối thủ. Nhưng những khoảnh khắc thôi biến châu vàng trở thành châu bạc và châu bạc biến thành châu đen. Những chiến binh xuất sắc nhất, bản lĩnh nhất, mạnh mẽ nhất và may mắn nhất xin được chào đón nhà vô địch của bóng đá Đồng Liên Ngô Xá 2021, Đồng Liên 1989. Những chú mãng xà đã hoàn toàn chinh phục khán giả ở mùa giải 2021 này. Họ đã không giúp cho đội bóng mình bị tuyệt chủng, thay vì ngâm rượu, họ đang vươn mình mạnh mẽ và biến giấc mơ sau 9 năm trở thành hiện thực. Lần vô địch thứ hai của Đồng Liên 1989. Cho dù là sau trận chung kết, những cầu thủ như Quốc Huy, Duy Hô Jin đã gục ngã trên sân, nhưng đó là sự gục ngã của niềm vui chiến thắng. Chiếc huy chương vàng sau 9 năm chờ đợi, những giọt nước mắt đã rơi, nụ cười hạnh phúc của những bà vợ đứng phía sau sự thành công của những ông chồng. Hy vọng là 89 sẽ bảo vệ thành công ngôi vương ở mùa giải 2022. Bình luận viên anh hùng, đội ngũ người truyền lửa phong trào xin được cảm ơn các khán giả đã đồng hành cùng với giải đấu này. Xin chào và hẹn gặp lại ở mùa giải 2022.